Xin chào, Thanh đang có mặt tại đường Âu Sâu, xã An Phú, huyện Tịnh Biên để giới thiệu cho cô chú anh chị em một miếng đất vườn sổ đỏ 1:9 gần núi Già Năm Giếng. Và miếng đất vườn này có đường đi rất là rõ ràng. Từ tỉnh lộ 948 ngay cổng đình Thới Sơn có đường Âu Sâu, thì đường này được đổ bê tông rất rộng, xe tải vô vẫn được ha các bạn. Miếng đất này cách đường bê tông khoảng vài bước chân thôi. Miếng đất này thì phù hợp để làm vườn, hương quả cũng như là những cái mục đích khác, tùy quý vị thôi. Và đây là con đường. Đường này cũng khá là rộng. Một miếng đất vườn nhỏ lẻ như vậy hiện giờ rất hiếm. Và đây là con đường. Con đường này là của đất mình luôn ha các bạn. Đây có ranh cọc rất là rõ ràng. 1:9 nhưng sang nhượng cho quý vị và các bạn giá rẻ thôi. 240 triệu trên một miếng đất này luôn. Cô chú anh chị em nào có quan tâm đến miếng đất vườn như thế này thì hãy liên hệ với Thanh qua số điện thoại 0974720843. Thanh sẽ dẫn đi xem thực tế đất và thương lượng thêm nếu cần. Xin chào và xin cảm ơn.